Trí tuệ nhân tạo thường được coi là quái gở, một bộ óc giống như một chương trình trôi nổi trong một khoảng không kỹ thuật số. Nhưng tâm trí con người gắn bó sâu sắc với cơ thể chúng ta, và một thí nghiệm với các sinh vật ảo thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mô phỏng cho thấy rằng AI có thể được hưởng lợi từ việc thiết lập cơ thể tâm trí. Các nhà khoa học Stanford tò mò về sự tương tác giữa thể chất và tinh thần trong quá trình tiến hóa của chính chúng ta, từ đốm màu sang loài vượn sử dụng công cụ. Có thể nào não bị ảnh hưởng bởi các khả năng của cơ thể và ngược lại? Nó đã được đề xuất trước đây trên thực tế là hơn một thế kỷ, và chắc chắn rằng với một bàn tay cầm nắm, người ta học cách thao tác các đối tượng nhanh hơn so với một phần phụ ít khác biệt hơn. Thật khó để biết liệu AI có thể xảy ra điều tương tự hay không, vì sự phát triển của chúng có cấu trúc hơn. Tuy nhiên, những câu hỏi mà một khái niệm như vậy đưa ra rất hấp dẫn. Liệu một AI có thể học và thích nghi với thế giới tốt hơn nếu nó đã phát triển để làm như vậy ngay từ đầu? Thí nghiệm mà họ thiết kế cũng tương tự như một số môi trường mô phỏng đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để kiểm tra các thuật toán tiến hóa. Bạn thiết lập một không gian ảo và thả những sinh vật đơn giản được mô phỏng vào đó, chỉ là một vài hình dạng hình học được kết nối di chuyển theo những cách ngẫu nhiên. Trong số hàng nghìn hình dạng quằn quại như vậy, bạn chọn 10 hình có hình dạng quằn quại nhất và tạo ra hàng nghìn biến thể trên những hình đó, và lặp đi lặp lại. Chẳng bao lâu nữa, bạn có một số đa giác thực hiện một bước đi khá dễ dàng trên bề mặt ảo. Tuy nhiên, đó là tất cả những cái mũ cũ, như các nhà nghiên cứu giải thích. Họ cần phải làm cho mô phỏng của mình trở nên mạnh mẽ và biến hóa hơn. Họ không chỉ đơn giản là cố gắng tạo ra những sinh vật ảo có thể đi lại, mà còn để điều tra xem những sinh vật đó học cách làm những gì chúng làm, và liệu một số học tốt hơn hay nhanh hơn những sinh vật khác. Để tìm hiểu, nhóm đã tạo ra một mô phỏng tương tự như những mô phỏng cũ thả sim của chúng, mà họ gọi là Animal, dành cho động vật phổ quát. Chúng tôi sẽ xem thuật ngữ này có phát huy được không. Vào nó lúc đầu chỉ để tìm hiểu đi bộ. Những hình dạng đơn giản có một đầu, hình cầu và một vài chi có khớp nối giống như nhánh cây, nhờ đó chúng đã phát triển một số cách đi bộ thú vị. Một số loạng choạng về phía trước, một số phát triển lối đi có khớp nối giống như thằn lằn, và những người khác có phong cách lả lướt nhưng hiệu quả gợi nhớ đến một con bạch tuộc trên cạn. Cho đến nay, rất giống với các thí nghiệm cũ hơn, nhưng có những điểm tương đồng ít nhiều kết thúc. Một số loài đơn nguyên này đã lớn lên trên các hành tinh quê hương khác nhau, với những ngọn đồi nhấp nhô hoặc những rào cản thấp để chúng trèo qua. Và trong giai đoạn tiếp theo, những con kỳ đà từ những địa hình khác nhau này đã cạnh tranh với những nhiệm vụ phức tạp hơn để xem liệu, như thường lệ, nghịch cảnh có phải là mẹ của khả năng thích nghi hay không. Hầu như tất cả các công việc trước đây trong lĩnh vực này đều phát triển các tác nhân trên một địa hình bằng phẳng đơn giản. Hơn nữa, không có học tập theo nghĩa là bộ điều khiển và hoặc hành vi của tác nhân không được học thông qua các tương tác cảm giác trực tiếp với môi trường. Đồng tác giả Agrim Gupta giải thích với TechCrunch, nói cách khác, chúng tiến hóa bằng cách sống sót nhưng không thực sự học bằng cách làm. Công việc này lần đầu tiên tiến hóa và học hỏi đồng thời trong các môi trường phức tạp như địa hình với các bậc thang, đồi núi, dãy núi và di chuyển xa hơn để thực hiện thao tác trong những môi trường phức tạp này. 10 animal hàng đầu từ mỗi môi trường được thực hiện với các nhiệm vụ từ chướng ngại vật mới đến di chuyển bóng đến mục tiêu, đẩy hộp lên đồi hoặc tuần tra giữa hai điểm. Đây chính là nơi những đấu sĩ này thực sự thể hiện dũng khí kỳ ảo của họ. Các đơn vị đã học cách đi bộ trên các địa hình khác nhau đã học các nhiệm vụ mới của họ nhanh hơn và thực hiện chúng tốt hơn so với những người anh em họ ở vùng đất bằng. Về bản chất, chúng ta thấy sự tiến triển mà nhanh chóng lựa chọn hình thái mà học nhanh hơn, do đó cho phép các hành vi học muộn trong cuộc đời của tổ tiên sớm để được thể hiện sớm trong vòng đời của con cháu của họ, viết các tác giả trong bài báo công bố hôm nay trên tạp chí Bản Chất. Nó không chỉ là họ học để học nhanh hơn, quá trình tiến hóa đã lựa chọn các kiểu cơ thể cho phép chúng thích nghi nhanh hơn và áp dụng các bài học nhanh hơn. Trên địa hình bằng phẳng, một cú trượt dốc của bạch tuộc có thể đưa bạn về đích nhanh không kém, nhưng những ngọn đồi và dạng núi được chọn để có cấu hình cơ thể nhanh, ổn định và dễ thích nghi. Mang cơ thể này vào đấu trường võ sĩ giác đấu đã giúp những kẻ kỳ dị đến từ trường phái khó khăn này có cơ hội tham gia cuộc thi. Cơ thể linh hoạt của họ có khả năng áp dụng những bài học mà trí óc họ đang đưa vào bài kiểm tra tốt hơn, và chẳng bao lâu họ đã bỏ cuộc thi mềm dẻo hơn trong cát bụi. Tất cả điều này có ý nghĩa gì? Ngoài việc cung cấp một số gif giải trí về các nhân vật hình gậy 3D đang phi nước đại trên địa hình ảo, như bài báo đã trình bày, thí nghiệm mở ra cánh cửa để thực hiện các thí nghiệm silico quy mô lớn nhằm mang lại những hiểu biết khoa học về cách thức học tập và tiến hóa, hợp tác tạo ra các mối quan hệ tinh vi giữa sự phức tạp của môi trường, trí thông minh hình thái và khả năng học hỏi của các nhiệm vụ điều khiển. Giả sử bạn có một nhiệm vụ tương đối phức tạp mà bạn muốn tự động hóa, chẳng hạn như leo cầu thang bằng robot 4 chân. Bạn có thể thiết kế các chuyển động theo cách thủ công hoặc kết hợp các chuyển động tùy chỉnh với các chuyển động do AI tạo. Nhưng có lẽ giải pháp tốt nhất là để một tác nhân phát triển chuyển động của chính nó từ đầu. Thí nghiệm cho thấy có một lợi ích thực sự khi để cơ thể và trí óc điều khiển nó phát triển song song. Nếu bạn am hiểu về mã, bạn có thể thiết lập và chạy toàn bộ hoạt động trên phần cứng của riêng mình. Nhóm nghiên cứu đã cung cấp miễn phí tất cả mã và dữ liệu trên GitHub, và đảm bảo rằng bạn cũng đã chuẩn bị sẵn cụm máy tính cao cấp hoặc vùng chứa đám mây. Các tham số mặc định giả định rằng bạn đang chạy mã trên 16 máy. Hãy đảm bảo rằng mỗi máy có tối thiểu 72 CPU. Chia sẻ hữu ích nhé!